An Nguy tiết lộ phải hôn Trấn Thành 18 lần mới đạt. Tối ngày 7 tháng 1, Trấn Thành và An Nguy có buổi giao lưu với khán giả tại một cụm rạp ở thành phố Hồ Chí Minh, cả hai mặc tông sờ tông đen kín mít. Được hỏi về pha khóa môi Trấn Thành trong phim Chờ Em Đến Ngày Mai, An Nguy bật mí, cô đã phải hôn ông xã của Harry Won tới 18 lần mới được đạo diễn chấp nhận. Thanh Thúy với vai trò nhà sản xuất phim đồng hành cùng hai diễn viên trong buổi gặp gỡ người hâm mộ. Trấn Thành và An Nguy đã có những cảnh lãng mạn trên màn ảnh rộng. An Nguy hóa thân cô gái bán gà rán hồn nhiên mơ mộng, còn Trấn Thành là ca sĩ nổi tiếng. Họ có cuộc gặp gỡ định mệnh và trở thành người tình của nhau. Trấn Thành kể anh rất buồn cười khi thực hiện cảnh thân mật với An Nguy. Sau nhiều nỗ lực, Trấn Thành và An Nguy cũng có những phân đoạn ngọt ngào và đáng nhớ. Trong buổi giao lưu, hai diễn viên đã tặng quà lưu niệm cùng chữ ký cho các fan ở rạp phim. An Nguy tiết lộ phải hôn Trấn Thành 18 lần mới đạt. Tối ngày 7 tháng 1, Trấn Thành và An Nguy có buổi giao lưu với khán giả tại một cụm rạp ở thành phố Hồ Chí Minh, cả hai mặc tông sờ tông đen kín mít. Được hỏi về pha khóa môi Trấn Thành trong phim Chờ Em Đến Ngày Mai, An Nguy bật mí, cô đã phải hôn ông xã của Harry Won tới 18 lần mới được đạo diễn chấp nhận. Thanh Thúy với vai trò nhà sản xuất phim đồng hành cùng hai diễn viên trong buổi gặp gỡ người hâm mộ. Trấn Thành và An Nguy đã có những cảnh lãng mạn trên màn ảnh rộng. An Nguy hóa thân cô gái bán gà rán hồn nhiên mơ mộng, còn Trấn Thành là ca sĩ nổi tiếng. Họ có cuộc gặp gỡ định mệnh và trở thành người tình của nhau. Trấn Thành kể anh rất buồn cười khi thực hiện cảnh thân mật với An Nguy. Sau nhiều nỗ lực, Trấn Thành và An Nguy cũng có những phân đoạn ngọt ngào và đáng nhớ. Trong buổi giao lưu, hai diễn viên đã tặng quà lưu niệm cùng chữ ký cho các fan ở rạp phim. Hoài Linh nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Hoài Linh được đưa đi cấp cứu vì ngộ độc thức ăn. Bác sĩ yêu cầu Danh Hài nhập viện để theo dõi tình trạng kỹ lưỡng hơn. Tối ngày 7 tháng 1, nghệ sĩ Hoài Linh được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ yêu cầu Danh Hài nhập viện để theo dõi tình trạng của anh. Nghệ sĩ Cát Phượng, đại diện cho nghệ sĩ ưu tú, thông báo trên trang cá nhân: Sáu Bảnh bị nhiễm trùng đường ruột vì ngộ độc thức ăn, tiêu chảy và tiểu ra máu, sốt cao và mê man. Một người thân của Danh Hài cho biết hiện anh lúc mê lúc tỉnh nên cần nằm ở bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Theo kế hoạch, live show của Hoài Linh với chủ đề Chú Lùn và 7 nàng Bạch Tuyết sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 11 và 14 tháng 11 tại sân khấu Trống Đồng và nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Vào 10 giờ sáng ngày 8 tháng 1, các nghệ sĩ sẽ có mặt tại sân khấu Trống Đồng để tập luyện. Tuy nhiên, việc Hoài Linh nhập viện đã khiến nhiều người hoang mang. Tổng đạo diễn Cát Phượng quyết định tạm hoãn live show chờ đến khi sức khỏe của đàn anh thân thiết ổn định. Hiện tại, nữ nghệ sĩ Hài chưa biết dời lại khi nào. Bởi sức khỏe là trên hết, ekip đang dừng các hoạt động bán vé và hoàn trả lại tiền cho khán giả đã mua trước đó. Ngoài ra, nhân viên hậu đài cũng đang tháo gỡ băng rôn quảng bá chương trình ở các sân khấu. Hé lộ mâu thuẫn giữa Noo Phước Thịnh và fan K-pop tại Việt Nam. Có lẽ màn trình diễn đêm qua tại lễ trao giải GMA sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên trong sự nghiệp của Noo Phước Thịnh. Sau một năm hoạt động nghệ thuật không mệt mỏi, Noo Phước Thịnh đã lần lượt gặt hái quả ngọt. Và thành quả mà anh xứng đáng được nhận chính là những giải thưởng ghi nhận từ fan hâm mộ và hội đồng nghệ thuật. Ngoài giải thưởng nghệ sĩ được yêu thích nhất năm 2016, thì một sự kiện khác liên quan tới Noo cũng là tâm điểm của dư luận. Được biết, hiện tại trên mạng xã hội đang xôn xao về nghi án Noo Phước Thịnh bị nhận Black Ocean, biển đen im lặng khi biểu diễn bài hát mới tại GMA. Tuy nhiên, chính chủ đã lên fanpage để cảm ơn sự cổ vũ của các fan nhóm nhạc Hàn GOT7, cho thấy không có chuyện biển đen xảy ra khi Noo biểu diễn. Sau khi câu chuyện biển đen im lặng của Noo Phước Thịnh được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đi tìm lý do đâu là nguyên nhân khiến anh chàng vừa nhận giải nam nghệ sĩ được yêu thích nhất lại xuất hiện trong câu chuyện này. Nhiều ý kiến cho rằng biển đen im lặng là sự cảnh báo của fan K-pop, mà cụ thể là fan của nhóm nhạc EXID dành cho Noo Phước Thịnh. Nguồn cơn của câu chuyện xuất phát từ cuối tháng 12 năm 2016 trong một sự kiện mà có cô nàng EXID đến Việt Nam. Sự kiện này đã khiến các fan K-pop nói chung và các LIGO của Việt Nam, tên fandom của EXID nói riêng, vô cùng vui mừng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau đêm nhạc, ca sĩ Noo Phước Thịnh, người cũng tham gia biểu diễn tối hôm đó, đã đăng tải một dòng status bóng gió trên trang fanpage chính thức của mình. Dù không nói rõ nhưng không khó để nhận thấy Noo ám chỉ việc các nghệ sĩ Việt ít được coi trọng trong các sự kiện có sao Hàn Quốc cùng biểu diễn.
Nu viết, lên coi livestream toàn thấy rủa xả nghệ sĩ Việt Nam. Chúng ta văn minh, hiếu khách và chuyên nghiệp. Các bạn làm dậy chi? Tôi lo hát hùng hục, sống hết mình trên sân khấu với khán giả có mặt lúc đó. Tôi có biết gì đâu. Và mãi mãi, tôi cũng sẽ không biết gì. Vì tôi bận, yêu thương và sống hết mình vì người thương tôi nha. Được biết, status của Nu xuất phát từ việc ở phần chat livestream của chương trình, khá nhiều fan K-pop bàn tán về thần tượng của mình. Status của Nu Phước Thịnh thời điểm đó không chỉ đích danh fandom nào, nhưng vô tình khơi mào cho trận chiến giữa cộng đồng fan, mà cụ thể là fan của chàng ca sĩ điển trai và các fan hâm mộ K-pop nói chung, fan EXID nói riêng. Và ngay lập tức, vì Ligo, fan hâm mộ của EXID Việt Nam nhanh chóng trở thành đối tượng bị đưa lên mổ xẻ vì cho rằng họ đã có thái độ không tốt với Nu Phước Thịnh cũng như các nghệ sĩ Việt Nam khác. Sự việc không dừng lại tại đó, bởi ngay sau đấy không lâu, khá nhiều fan hâm mộ của Nu Phước Thịnh đã quay sang chỉ trích toàn bộ cộng đồng fan K-pop với nhiều từ ngữ khá nặng nề. Trong khi đó thì Vilego đã ngay lập tức lên tiếng phản ứng lại status của Nu Phước Thịnh. Họ cho rằng các fan hâm mộ K-pop nói chung và fan của EXID hôm ấy đã cổ vũ Nu rất nhiệt tình. Bằng chứng là khi Nu trình diễn trên sân khấu, Vilego đã bật lipstick và hò hét cổ vũ Nu Phước Thịnh. Bên cạnh đó, vài người còn tố ngược lại rằng chính FC của Nu mới là những người chơi không đẹp khi bỏ về ngay sau màn trình diễn của thần tượng. Chính vì thế, cộng đồng fandom của EXID Việt Nam và nhiều fan K-pop đã cảm thấy tự ái vì dòng status của Nu và thái độ nhiều fan hâm mộ của anh chàng này. Ở thời điểm đó, không khó tìm được bình luận của fan K-pop trên fanpage Nu Phước Thịnh nhằm làm rõ mâu thuẫn. Đây cũng là thời điểm mà Nu Phước Thịnh nhận phải sự anti khủng khiếp từ cộng đồng fan K-pop. Không dừng lại ở đó, status của Nu cũng châm ngòi cho một cuộc chiến dữ dội giữa hai phe là fan V-pop và fan K-pop. 10 ngày sau khi viết status gây tranh cãi, Nu Phước Thịnh mới lên tiếng đính chính. Nội dung toàn bộ chia sẻ của Nu như sau. Ra là vì cái status hôm 15 tháng 12, đính chính cho trời quang mây tạnh nhé. Hôm đó tình hình tại sân khấu thì xác định là bung nóc, cả fan của EXID, Nu, Nu và cả thần tượng của các bạn ca sĩ khác nữa, các bạn thoải mái và nhiệt tình vô cùng. Về xem lại livestream thì có hơi buồn vì có thể những bình luận vô ý của một vài thành phần, không chắc là fan của phe nào hết, nhưng chỉ mong các bạn có thể có mặt ở sân khấu lúc đó để biết tinh thần của fan Việt, fan K-pop, phe và chơi đẹp cỡ nào. Thế thôi, nên mới có status đó. Không có ý chĩa mũi giáo vào fan K-pop hay bất kỳ fan zone nào hết. Làm vậy chẳng khác nào tự chĩa mũi giáo vào chính một người yêu K-pop như mình. Nu có cảm nhận là có chuyện gì đó xảy ra thông qua những comment tục tĩu lác đác mọc lên. Nhưng chả biết ất giáp chi, giờ thì đã rõ. Thôi thì cũng một lần bày tỏ, mong mọi người hiểu. Trong status, Nu có nói đến hai từ văn minh và chuyên nghiệp đó. Hai từ đó là dành cho tinh thần của khán giả ngay tại sân khấu lúc đó. Kết bài. Giải thích cũng đã giải thích rồi, nói bằng những gì mình cảm nhận thôi hen, hiểu và thông cảm hen, xe đến tay K-pop fanzone dùm Nu hen. Các fan hâm mộ của Nu đã lên tiếng bênh vực thần tượng và cho rằng fan K-pop đang nhạy cảm quá mức nên hiểu nhầm ý của chàng ca sĩ điển trai. Tuy nhiên, lời giải thích của Nu Phước Thịnh có vẻ như là không làm hài lòng cộng đồng fan K-pop, đặc biệt là những Ligo Việt. Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh lời giải thích của Nu. Có người cho rằng sau khi nhận thấy phản ứng dư luận khá gay gắt từ fan K-pop nên Nu Phước Thịnh mới lên tiếng để lấy lại hình ảnh. Cũng có ý kiến chia sẻ rằng có lẽ Nu đang sợ Black Ocean vào ngày 7 tháng 1 khi diễn chung với GOT7 nên đang cố gắng hòa giải. Ngoài status của Nu Phước Thịnh, fan K-pop còn lục lại quá khứ những câu chuyện liên quan tới thái độ của Sao Việt với fan hâm mộ K-pop. Cụ thể tháng 1 năm 2016, khi BTS và Mamamoo đến tham gia một đại nhạc hội hợp tác Hàn-Việt, Kevin Lay đã lên tiếng thể hiện sự thất vọng vì các fan Việt chỉ cổ vũ nghệ sĩ Hàn. Status này nhận được bình luận đồng tình của Lâm Vinh Hải và Harry Lu. Tuy nhiên, ngay sau đó, fan K-pop đã khẳng định rằng các nghệ sĩ Việt khách mời không ngồi cùng khu vực với fan nên không thể thấy fan hâm mộ đã cổ vũ cho các ca sĩ trong nước nhiệt tình như thế nào. Cùng thời điểm đó, một người được cho là stylist của Nu Phước Thịnh cũng chia sẻ trên trang cá nhân nhằm chỉ trích gu thời trang của nghệ sĩ Hàn. Cụ thể, người này cho rằng
BTS mặc đồ như đi chơi, còn Mamamoo mặc giống đồ ngủ. Ngay sau đó, người này đã xóa bài đăng, nhưng tất nhiên là fan K-pop không bao giờ quên điều này. Những mâu thuẫn không được giải quyết khiến một bộ phận lớn các fan K-pop đã lên tiếng tẩy chay Noo Phước Thịnh. Hiếm khi nào người ta thấy fan K-pop tại Việt Nam lại đồng lòng như vậy. Tương tự, một lượng lớn fan của Noo Phước Thịnh cũng lên tiếng công kích fan K-pop. Câu chuyện mâu thuẫn giữa cộng đồng fan K-pop và Noo Phước Thịnh cũng như fandom của chàng ca sĩ này vẫn chưa có hồi kết.